Xin kính chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của cơ sở ốc bu đen Đồng Tháp. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến bà con về kỹ thuật nuôi ốc bu sinh sản trong vùng lưới. Xin kính chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của cơ sở ốc bu đen Đồng Tháp. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến bà con về kỹ thuật nuôi ốc bu sinh sản trong vùng lưới. Thì hôm nay em có gửi đến bà con về kỹ thuật nuôi ốc bu sinh sản và ươm ốc giống. Thì có nhiều bà con liên hệ với bên em là yêu cầu là hướng dẫn kỹ hơn về cái cách nuôi con ốc bu trong cái vùng lưới. Nên hôm nay em thực hiện cái video này để gửi đến bà con về cách để chúng ta chuẩn bị một cái môi trường nuôi cho con ốc. Đây là cái một cái mùng 2m và dài 5m, tổng diện tích là 10m2. Thì ở trong mùng thì bên em dùng cái ống nước ngăn ra làm chia làm 3 phần. Một phần là lục bình, thì tầm 1m là để cho ốc nó lên nó đẻ. Phần thứ hai là bèo tay chuột, thì cái đó thì chỉ để cho con ốc nó ăn thôi. Và cái phần còn lại là một cái khoảng trống, thì bên em để bèo cám cho con ốc nó ăn. Chiều cao của cái mùng này là 1m, thì từ đáy cho tới mặt nước là nửa mét. Thì mật độ thả cho cái thích hợp nhất để thả cho con ốc sinh sản thì từ 20 đến 30 cặp trên 1m2. Thì với cái 10m2 này thì bên em sẽ tiến hành thả tầm 300 cặp. Thì như bà con thấy là bên em có cái che một cái tấm cách nhiệt ở phía trên, thì mục đích là để tránh cái ánh nắng trực tiếp nó gọi vô cái bể đẻ của con ốc, cũng như làm giảm nhiệt độ. Thì nếu mà bà con có thể sử dụng lưới lan để che hết toàn bộ cái mùng luôn, thì như thế thì cũng rất là tốt. Do là ở cái ruộng của bên em thì nó có rất là nhiều bèo tay chuột và rau nhút, thì nắng nó sẽ không làm ảnh hưởng nhiều tới nhiệt độ của nước. Đây là cái ruộng của bên em nha bà con, thì lâu rồi em không có quay lại. Bèo cám thì nó bị cá với ốc nó sơi sạch bách rồi. Hiện tại thì chỉ còn bèo tay chuột với rau nhút thôi. Khi mà chúng ta nuôi con ốc nó sinh sản trong cái vùng lưới á, chúng ta có một cái ưu điểm là chúng ta sẽ thu trứng nó rất là dễ, gom lại một cái vị trí để cho con ốc nó đẻ. Nuôi trong cái mùng lưới thì cái tỷ lệ con ốc nó đẻ rất là cao, tại vì nó sẽ các cái cặp ốc đực và ốc cái nó sẽ gần nhau hơn, vì nó chúng đẻ rất là nhiều. Thì bà con cứ tham khảo cái môi trường nuôi như thế này thôi. Thì hôm gài là có rất là nhiều bà con đã kết nối vào cái số điện thoại của em cũng như Zalo
Thì em nói thật là em không em nếu mà em cầm cái điện thoại cả ngày thì em sẽ không làm được bất cứ cái gì cả. Vì bà con gọi rất là nhiều, cũng như nhắn tin. Tin nhắn Zalo thì tầm 18 giờ, có nghĩa là 6 giờ tối cho tới 9 giờ thì em sẽ bắt đầu trả lời. Còn ở điện thoại thì khi bà con gọi thì em sẽ trả lời. Còn nếu mà tầm vào giờ trưa, từ 11 giờ rưỡi cho tới 1 giờ thì bà con em xin phép là tắt cái điện thoại. Vì giờ đó nghỉ trưa nên bà con gọi thì em không có nghỉ trưa được. Bà con thông cảm. Thì đây là ốc bố mẹ mà bên em vớt ở cái ao bố mẹ của em lên. Thì ốc này có đực có cái, có lớn có nhỏ. Thì con ốc thì nó con đực nó sẽ nhỏ, kích thước nó nhỏ hơn rất là nhiều so với con cái. Nó nhỏ thì nó vẫn giao phối được nha bà con. Con cái thì nó ôm trứng nên nó kích thước nó có thể là gấp đôi cái con đực. Thì nhiều bà con có hỏi em là con ốc nó đẻ một hai lần là nó chết à. Con ốc cái vòng đời nó sống được 2 tới 3 năm nha bà con. Nó không có hiện tượng nào mà đẻ xong một hai lần mà chết đâu. Nếu mà chết thì chắc cái mấy cái bể của em nó không còn. Nó sống được tới 2 3 năm lận. Còn nếu mà những con ốc mà nó đẻ xong nó mắc thì chắc nó già quá hay sao. Hoặc là nó có thể nó bị ăn không tiêu thì nó bị sưng cái giòi. Nhiều bà con cũng hỏi là kêu em là chia sẻ các cái video về cái bệnh của con ốc. Hầu như là không có làm các cái video nào về cái bệnh của con ốc. Vì bên em nuôi là tạo một cái môi trường rất là tự nhiên. Thì với môi trường tự nhiên thì chúng ta sẽ nuôi con ốc nó phát triển rất là tốt, nó sẽ không có các cái bệnh. Thì chẳng qua thì nó cũng có một vài con nó hao thì nó có thể là nó ăn không tiêu thôi. Nó ăn không tiêu thì nó hao thì chúng ta vớt đi chứ không có quá vấn đề gì cả. Còn những bà con nào mà lấy con ốc chợ á, bà con về nuôi á thì nó 1 2 3 tuần sau á, nó không có chết liền đâu, 1 2 3 tuần sau thì nó sẽ bắt đầu nhả nhớt và nổi lên ấy. Và con ốc nó lây rất là lây, khi mà con này chết con kia nó đu vô nút thì khả năng nó lây cho cả một cái ao là rất là lớn. Bà con nên biết đó là con ốc nó càng nhỏ thì chúng ta nuôi nó càng dễ, cái độ thích nghi của nó rất là cao. Còn con ốc càng lớn thì nó thích nghi nó rất là kém và nó sốc nước. Em tư vấn rất là nhiều thì bà con luôn có cái tâm lý là thích to bự, nói chung là to cao to đen hôi đó. Nhưng mà bà con cứ nuôi con nhỏ lên đi, con nhỏ nó rất là dễ nuôi. Thì đây là bên em thả con ốc bố mẹ xuống cái bèo. Thì kỹ thuật thả thì bên em cũng đã nói rất là nhiều, từ ốc giống con cho tới ốc lớn. Chúng ta cứ để từ từ cho nó xuống thôi. Thì ở năm sau thì em sẽ lên ốc thương phẩm. Thì nếu bà con nào mà có nhu cầu mua ốc bố mẹ thì bà con tới tận nơi bà con lựa, bà con vận chuyển, chứ em không có gửi cái con ốc bố mẹ nha bà con. Tại vì nó rất là khó nuôi và sốc, về nó hao thì bên em không có chịu trách nhiệm. Thì nếu bà con có nhu cầu mua ốc bố mẹ thì năm sau bà con em xếp thương phẩm thì bà con tới lựa thôi. Thì giá sẽ là giá gấp đôi so với con ốc thương phẩm nha. Giá sẽ gấp đôi so với con ốc thương phẩm. Vì bà con lựa, em sẽ hướng dẫn bà con lựa tỷ lệ 1:1. Một đực một cái. Khi mà chúng ta lựa cái tỷ lệ một đực một cái thì con ốc nó đẻ rất là nhiều. Thì bà con hãy tham khảo lại cái mồm của anh em nhé. Nếu mà bà con có nuôi thì bà con cứ thực hiện giống như vậy thôi. Bà con cứ làm y như em trong cái clip mà em làm. Thì nhiều bà con em hướng dẫn làm rất là kỹ nhưng mà bà con làm sơ sài quá, thả gì có mấy cái bộ lục bình à, nó rất là khó nuôi. Thì như bà con biết á, để có được một cái video mà tầm mười mấy phút để gửi đến bà con như thế này á, là bên em đã thực hiện rất là nhiều công đoạn. Thì bên em thực hiện video là không đơn thuần là cầm cái máy quay lên để quay, bên em thực hiện video là
lựa chọn các cái khung hình đẹp, cắt ghép chèn âm thanh, lời nhạc để cho bà con có thể xem được các cái khung cảnh đẹp cũng như nghe nhạc và tham khảo các kỹ thuật về nuôi con ốc bu. Vì vậy, để tạo được cái động lực mà cho bên em có thể tiếp tục làm các cái video khác thì hy vọng bà con hãy nhấn vào cái nút thích cái video, và đồng thời bà con có cái cảm nghĩ hay câu hỏi nào thì hãy để lại dưới phần bình luận. Bà con có thể chia sẻ video đến bạn bè, lên chia sẻ lên Facebook, lên Zalo để có thể giới thiệu đến nhiều người biết được kỹ thuật về nuôi con ốc bu. Và cuối cùng là nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em lên sóng. Xin chào bà con, hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.